À, quả này để uống lấy nước này. Dạ đi số hả? Thôi rồi, mang lên chơi. Bao giờ đẹp nó. Ừ đúng rồi, Atiso. Đây đây đây. À. Mận này đâu? Chết thì chung một tí. Mận này nhiêu tiền ký đấy chị? Bao nhiêu? 15 ngàn. Ba lăng nhăng á? Ba lăng nhăng là sao? 35 nghìn. À 35 nghìn. À ba. Mận của nhà mận Sapa. Có ăn này không? Thôi từ từ. Cô đi, cô mang cả con đi. Bán hàng á. Thôi đi 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 đã đi. Mua đi, mua mấy kia ăn đi. Cái đồ dầu của nhà mà. Không. Con không biết nó biết xài không. Mình nó mình xay nó. Ừ, đưa đây. Cầm hộ anh này. Lấy chai dầu đi. Sao bà? Rồi. Đây cho chị chai cái này này. Cho dầu gió. Có biết xài không? Có biết dùng cái này không? Nhức đầu. Nhức đầu. Nhức đầu, đau đầu xài. Đúng rồi, nhức đầu, đau đâu. Xài cái đó. Ở trong đấy mở xoa này. Đúng rồi, đây. Đó, mũi rồi. Để không bị bệnh. Đau cổ á? Đau cổ không ấy. Chỉ nhức đầu cảm cúm thôi. Nhức đầu cảm. Nhức đầu cảm cúm. Với lại đau lấy cho bà. Được, được. Đây, cho chị. Gửi chị này. Biết xài không? Có biết dùng không? Dùng như nào? Đau bụng là sức vô bụng. Đau bụng, sức vô, cho nóng lên. Ờ, cái này. Cái này không. Không được uống nhá, không được uống. Cái này chỉ sức thôi, bôi lên. Không, thấy cô dễ thương cho cô ấy. Phải cân bằng. Đúng rồi, đúng rồi. Nhức đầu thì sức vô, đau bụng sức vô. Đứng cho trẻ con nghịch, nó nóng đấy. Chị tên gì? Chị tên gì? Sú. À, sao ai cũng có cái răng vàng ấy? Đi ở bên kia nó làm ở bên kia nhà kinh làm. À, sao ở đây ai cũng có cái răng vàng ấy? Đây này cũng có, ở Lào Cai cũng có mà. À, Lào Cai cũng có. À. Cháu chỉ cho một cánh vàng. Cho một cánh vàng. Bà đâu? Bà khỏe lắm mà. Không phải thế, cái này không có. Có thú à, cho cái này. Con ơi, chạy cái này nhờ nhờ. Bà biết dùng không bây giờ nhá? Đưa cho bà, ông bà bóc ra nhá. Này, bây giờ bóc ra chỉ cách dùng, bóc ra, à, không có gì, bóc ra, đây, mở ra, bà cầm này, bà mở ra, bà dùng hết, bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ô, mà 78 tuổi á, đây, cái này, nè. Đây vặn hộ vặn hộ. Trong lấy cơm bạ cho cái này. Mở được chưa? Đói. Đủ á. Này cái này bé à, cho lấy cái to hơn. À. À.
cho khỏe, có sức khỏe. Cái này phải cái này mà chạy nó nhanh nhờ. Không. Nhìn thấy. À, thơm không? Cái này bụng, đau bụng, xoa bụng. Đau bụng, xoa bụng. Thế nó còn được á? Ở nhà đâu? Cháu ở Hà Nội. Có thể xin một cái mình đau đầu lắm. Sao cơ? Đau đầu. Đau đầu. Ở đau đầu sức rồi nhá. Có tên gì? Vàng Thị Si. Vàng Thị Si có lên đây làm gì? Lên đây bán hàng á. Bán hàng. Thế nhà ở đâu? Nhà mình ở 20. Đây gửi biếu cô một chai nhá. Có biết để dùng, có biết dùng không? Biết. Rồi. Cái này quý lắm nhé. Rồi, cho thương cái người dân tộc. Cái người dân tộc tốt bụng mà. Để chữa bệnh nhá. Vâng. Bây giờ chưa? Giờ bây giờ à? Hả? Giờ bây giờ bà về nhà. Không về. Rồi thôi đi, mình đi kia đi. Dạ, xa. Mần này bao tiền một ký? Bao nhiêu? 25.000. Đó, anh có mua mà làm sao mua hết cái này được? Mần này có giòn đâu. Mà mua bao nhiêu thì cũng được hết. À. Bạn kia thì mấy bạn kia đi rồi. Mấy bạn kia đi mất rồi. Không người cầm để còn quay phim. À, thôi nhá, xin chào. Thế đi này thì chồng con ở nhà làm gì? Chồng con ở nhà làm gì? Ở nhà tôi không làm gì đâu. Ở nhà mông là ở nhà. Chị, nhà thì cái bản của chị có ở gần đây không? Nhà chị có gần đây không? Ở giữa, cầu 32, cầu 31 này. Đi đến đấy có xa không? Xa, không xa đâu, đi cái đường để tổng tiền đấy. Mà ở bản chị có nhiều người nghèo không? Gì? Ở bản có nhiều người nghèo không? Là, nhiều á? Ở đây nếu mà cho gạo thì có lấy không? Có, nhưng mà làm gì có ai chưa đâu. Bây giờ cho 10 ký gạo thì có nhận không? Có. Mà ở đây ai bán gạo? Ở đây này á. Ở đây này, bên kia nó có đầy. À. Thì mình ăn một gạo thì mình ăn một ngày ăn hết nhiều. Một ngày đông quá nó thì ăn nó ăn chứ không, nhưng mà cứ nó thì một cân thì ăn một bữa trong đó. À. 9 người. 9 người. Nhà có mấy người? Nhà có mấy người? 9 người. Ăn hết một cân gạo một bữa. Ừ. Rồi để em đi đấy nhá. Một cân đấy. Rồi. Bán rượu thuốc. À. Này. Bây giờ ơi. Quần này à? Quần này thì bao tiền? Quần này 100. Ờ, cái túi này cũng chỉ để chơi cho nó không có sâu đúng không? Lấy áo đúng màu này luôn. Nếu áo thì bao tiền nữa? 250 một bộ. Áo 150 á? Về bán đắt rồi. Áo đâu? Áo nào? Áo nếu mà đúng màu như này để tìm. Đây là khu chợ đêm. Rồi các bác ấy căng các cái bạt ra. Chuyển các cái đồ xe máy chở ra. Xe chở kéo các cái thùng này ra này. Đó, đây họ đang dựng lên này các bạn này. Đó, đồ nướng. À, đây tối nay hứa hẹn sẽ thành phố nướng ngon này. Vào đẩy lên kia. À, đây.
rất là cẩn thận nè. Có cả menu, menu, giá luôn. Đó, họ đã bày hết rồi. Nè, cá tím nướng mỡ hành đây này. Cá tím nướng mỡ hành. Chợ đêm Sapa. Đây chúng ta đang ở chợ Sapa, chợ đêm. Nhưng mà đây là cái mặt sau. Đây chắc là chợ truyền thống. Con trạch. Trạch với cá chê. Đây con lợn. Dạ. Dầu ngót. Dưa hấu à? Bé quá. Nhỏ quá. Đây là dưa gì ấy chị? Ôi, dưa chuột á? Đây thì họ có cái lồng đi xe máy nhìn rất là hay á. À, trên này sẽ có một món mận, đã xíu mình mua mận này, mận Sapa ngon này. Mua mận nhá. Cái nào mận Trung Quốc để em mua. Dạ. Cái nào mận Trung Quốc. Không. Đây là mận Bắc Hà. Còn mận bên đây. Đây là mận nhót các bạn. Mận nhót, mận này rồi, giống mận chín. Đúng là đúng ngọt. Đây là mận Bắc Hà. Đây mận hậu là mận Bắc Hà. Kia mận hậu trên kia mận này là trên kia. Không có loại này nào to hơn nữa này không? Bên mới được xoay được. Này nhiêu tiền một ký? Cái này 40.000. 40.000 ký á? Luôn. Ơi sao mới vừa mới chảy xong vừa mới chờ chở bên Bắc Hà về trong đây chú. Này, thấy ăn thử. Ăn thử đi. Ôi, lâu. Có gì? Cái này là cái phấn của nó không phải là bẩn đâu cô ạ. Cái phấn nó mới hái mà nó phấn trắng nó thế. Có đào cũng ngon lắm chú ạ. Này 40 á? Chị đang để dưới thứ kia, cô xuống cô chấm nữa, chị đang chấm đây. Bên dưới đây muối ớt đi. Ăn được không? Ăn thử chưa? Hộp gì mà này nó cũng không đều trái, có nhiều trái hư. Sao nó bị bỏ ra chứ chú? Vâng. Cái này nó chín rồi, vào đây cái mận này là ngon là đều rồi đây chú. Đây. Cái này ấy, nếu mua ăn ấy, thì mua trước ký thôi, còn mua đi hoặc mua nhiều ấy, thì đi xong thì quay lại mới lấy tiếp chứ. Rồi, lấy một ký này đi.